Có thể nói rằng là đây là một trong những cái con đường về nhà nguy hiểm nhất thế giới. Tôi có thể khẳng định như thế. Ôi chú ấy không phải đi ngược nữa mà chú đi ngửa này luôn này. Ôi, thoăn thoắt. Đúng là chú thích nghi rồi. Bây giờ là một cái con đường kiểu nó men men này. Vô cùng tò mò luôn. Những cái con người đó, hình dáng khuôn mặt của họ như thế nào, cái suy nghĩ của họ ra sao, bao nhiêu đất cát, bao nhiêu những cái nơi an toàn ở phía dưới, tại sao họ lại không chọn làm nhà mà đi chọn cái nơi này. Những cái con đường đấy phải gọi con đường này bằng cụm luôn. Ba bảy tuổi sao mà chết? Con này nó say rượu nó ngã. Say rượu xong ngã? Để lên được ngôi làng có thể nói rằng là biệt lập đó thì chúng tôi phải đi lên một cái, vượt qua một cái vách gần như là thẳng đứng, một cái vách đá rất là treo leo các bạn ạ. Và để đi qua được đó, tất nhiên là không thể sử dụng bằng dây rồi, thì người dân đã làm ra những cái con đường mòn, những con đường nho nhỏ men theo cái vách đá như này. Chúng ta được nghe rất là nhiều những cái lời nói rằng là đi về nhà là cái tổ ấm. Nhưng mà đây là một cái con đường đi về nhà mà nó gian nan. Đây này, các bạn có thể thấy rằng là khung cảnh rất là hùng vĩ. Một bên là dòng sông Nho Quế, còn lại là hai bên bờ sông chỉ là núi dựng đứng lên thôi. Theo lời chỉ dẫn của mọi người thì chúng tôi cứ đi men theo cái con đường ngay bên cạnh thủy điện Nho Quế 2 ở Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Ui, các bạn thấy chưa? Tôi không hiểu là những cái sinh hoạt hàng ngày, họ đi làm, họ kiếm miếng cơm manh áo, rồi họ về nhà, tại sao lại phải ở một cái nơi vất vả, khó nhọc trong cái chuyện đi lại như này. Rồi ở dưới bao nhiêu là đất, tại sao họ không làm nhà ở dưới. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu về cái tập quán của người Hơ Mông các bạn ạ. Họ là một trong những dân tộc mà chúng ta đã có một cái câu dành tặng cho họ, đó là sống ở trên đá, chết vùi trong đá. Tức là cái cuộc sống, cái phong tục của họ đã gắn liền với đá rồi. Ôi, thực sự tôi đã nghe nói rất nhiều về cái sự hiểm trở ở cái vùng núi đá Hà Giang, cái khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc. Thế nhưng mà khi mà tới cái khu vực này, cái khu vực mà Khâu Vai, mà chúng ta nghe nói rằng là cái chợ tình Khâu Vai đấy, thì cái cảnh nó hoàn toàn khác với những cái gì mà chúng ta thấy du lịch chưa chạm tới được. Cũng may là có những cái khu vực thủy điện họ xây dựng ở dưới này, thì họ đã đầu tư những cái con đường mòn ở dưới, do đó cái sự giao thông đi lại nó dễ dàng hơn. Nếu không thì cái người dân đây họ sẽ sinh sống rất là cục bộ, giao thông thì gần như là chỉ là đi bộ thôi. Đấy, leo trèo trên những cái vách đá treo leo như này. Ui, tôi đi một lúc mà đã thở không ra hơi, nói kiểu đứt hơi luôn. Mà chả hiểu sao họ lại có thể gùi được những cái gùi hàng ấy, nặng trĩu ở bên vai để đi qua những cái con đường như này nhỉ. Để còn trời mưa to thì không hiểu là họ vẫn cố về nhà hay là sẽ ngủ luôn ở dưới. Nhưng mà tôi cũng chưa nghe cái trường hợp nào mà kiểu người đồng bào mà họ ngủ lang hay họ ngủ vật vờ đâu. Gần như là ai cũng sẽ cố về nhà đấy. Đây này, ngay phía dưới bên tay phải của tôi, khi mà đi lên chúng ta sẽ nhìn rõ nhất cái nhà máy thủy điện Nho Quế 2 ở trên con sông Nho Quế. Vào cái mùa này thì nước xanh như ngọc. Đi này mình thấy cái sự khó khăn vất vả. Và vì sao những cái người cán bộ họ nói rằng là đây là một cái bản làng gần như là biệt lập.
Đây này, cái chỗ mà tôi đi này, nó là một cái tảng đá lớn như này, không thể đi được bình thường qua, bởi vì dưới là một cái vách, thì họ đã phải làm một cái cầu nhỏ nhỏ ở đây để đi qua. Cái này mà không cẩn thận chú ý một chút là rơi xuống luôn. Đây, tôi phải bám một tay vào vách này cho chắc chắn. Mình đi này cũng khá là nguy hiểm bởi vì là một tay phải cầm máy quay nữa. Ui trơn lắm các bạn ạ. Chết thật, mình cũng hơi chủ quan khi mà đi cái đôi giày nó giày thể thao ấy, nó hơi bị trơn. Cái đế nó không được bám cho lắm. Ui dồi ôi. Các bạn ơi, tôi đi nhiều cái cung đường mà không phải người dân ở phía trước ấy, mà nó nguy hiểm rồi. Mà đây là cái con đường mà đi về nhà đấy, để tôi nhấn mạnh ngay từ đầu, mà nó còn như thế này nữa. Đây, chỗ này thôi tôi xin phép được đi ở trên núi này, mặc dù nó nhiều bùn hơn là đi dưới này, sợ nó trơn. Nhưng tất cả chưa phải là cái khu vực nguy hiểm nhất, bởi vì cái chỗ mà đáng sợ nhất của cái con đường này nó ở phía trước. Và cái con đường về nhà này đã được mệnh danh là con đường 9 thang hay là khu vực 9 thang. Vì sao gọi là 9 thang? Thì lát nữa ngay đây thôi thì các bạn sẽ hiểu cái độ khó khăn và gập ghềnh, nguy hiểm, treo leo của một trong những con đường về nhà nguy hiểm nhất thế giới này. Úi dồi ôi, ngay đây là một cái vực này. Cái vực này ngã xuống thì xác định luôn các bạn ạ. Tôi bị lạc rồi các bạn ạ. Không phải cái con đường tới cái khu vực hẻm nguy hiểm này, có thể là ngày xưa họ đi đường này, nhưng mà họ đã lựa chọn cái con đường khác. Mà tôi nói đến cái khu vực mà con đường mà có 9 thang ấy, bây giờ lại phải quay trở xuống thôi. Cái con đường đã nguy hiểm thì chớ lại còn có những cái đường mòn lối mở tung hỏa mù, rất dễ là để đi nhầm lạc đường. Tôi đã quay lại loanh quanh một hồi để tìm cái con đường đi tiếp, thì tôi không tìm thấy đâu các bạn ạ. Nó không có một cái manh mối nào. Cái manh mối duy nhất đối với tôi bây giờ đó là bởi vì cái lối này vẫn là thân quen này. Còn ở đây này các bạn nhìn này, ở trên cái vách đá này có rất nhiều những cái vết bùn đất màu đỏ, thì chứng tỏ rằng là người ta sẽ phải đi lên đây. Và bởi vì nó không có con đường chính thống thì đất đá nó sẽ bám vào vách đá như này, thì để biết được rằng là đây là con đường. Đấy là cái phán đoán của tôi đó. Hình như là tôi phán đoán đúng rồi đấy. Đây này, đất này bám đầy vào những cái vách đá này. Đúng rồi. Thực sự tới cái này thì tôi đây, tôi không cảm nhận nữa, tôi không nói nữa, mà để các bạn tự cảm nhận là có đúng là cái con đường nguy hiểm nhất thế giới, xứng đáng chưa? Con đường về nhà nguy hiểm nhất thế giới. Ui, vừa trơn vừa treo leo. Cái này ông nào mà kiểu bị tiền đình kém ấy, bị sợ độ cao, thì tôi nghĩ là thôi, dù sống dù chết thì các bạn cũng nên ở ngay dưới, đừng cố mà đi. Ui. Đây, tôi đã tới khu vực những chiếc thang thần thánh 9 thang. Không hiểu là có đúng 9 cái thang không, nhưng mà nghe con số này thôi đã kiểu mình rất là tò mò. Và một cái con số tượng trưng gây cái sự hoang mang. Bây giờ tôi sẽ leo lên. Đấy, các bạn thấy là tôi vất vả chưa? Phải đi một tay nhá, xong đồ giày thì trơn nhá, đường thì cũng đang trơn nhá. Bây giờ thì mình phải cố gắng. Ôi rồi, không vội được, nhẹ nhàng từng bước, cố lên nào. Chỗ này
Các bạn nhìn này, cái thanh này nó còn bị kiểu người ta đi ấy, không, nó bị chéo xuống này. Bởi vì cái lực mạnh của nó chéo đây thì vậy nó sẽ tạo độ trơn. Tôi mà nhậm chân đây phát là có thể trượt ở đây. Do đó mình phải hết sức là cẩn thận nào. Từng bước thôi. Đây là chỗ nguy hiểm nhất rồi, cố lên. Nào, 1 này, 3. Tiếp. 1 này, 3. Ôi trời ơi. Ơn giời. Rồi. Ôi. Vẫn còn cầu thang nữa các bạn ạ. Vẫn còn cầu thang nữa. Úi dồi ôi. Ôi. Tôi đã từng chứng kiến ở trên mạng, trên YouTube về những cái con đường mà nguy hiểm ở Ấn Độ, ở Nepal, ở khu Himalaya ấy, treo leo trên những vách núi. Nhưng mà tôi nói thật nhá, đây, nhìn đi, những cái con đường đấy phải gọi con đường này bằng cụ luôn này. Ui dồi ôi. Cứ bình tĩnh nha. Bây giờ cái lời động viên duy nhất đối với tôi là phải hết sức là bình tĩnh, cứ thở sâu, nhẹ nhàng thôi. Từng giây bám chắc, chân trụ chắc, chuyển tay, chân chắc trụ, chân chắc trụ, chuyển tay. Đó. Nào, cố lên. Đây là cái cầu thang thứ hai rồi. Hy vọng rằng là nó không phải là 9 thang. Ồ. Rồi. Nhưng mà quá hùng vĩ các bạn ạ. Ở đây đúng là chỉ có thiên nhiên. Mình cảm thấy vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên. Hà Giang, một cái vùng đất của đá và đá, nơi địa đầu Tổ quốc, còn rất nhiều những cái thứ mà đến bây giờ chúng ta vẫn còn chưa khám phá được hết. Chiếc cầu thang thứ ba. Cái này thì nó lại không có tay vịn ở bên kia các bạn. Chết thật đấy. Ôi dồi, tôi lại phải men theo vào bên tay trái. Để như này. Trông hành động nó không được đẹp cho lắm. Mà thôi cố thôi. Oh. Đây rồi. Chỗ này mình có tay vịn. Giày dính đất trơn vãi luôn. Ôi. Cố lên. U này. Lan can rung bần bật như răng bà lão. Bởi vì chỉ có mỗi cái thép này nhỏ nhoi. Nếu ôi. Cũng không nên quá kiểu phụ thuộc vào cái thép này, kiểu tin tưởng nó quá ấy. Tôi không hiểu là những cái ngôi nhà trên này người ta xây dựng, người ta làm như thế nào, rồi cái cuộc sống sinh hoạt ra sao. Vô cùng tò mò luôn. Những cái con người đó, hình dáng, khuôn mặt của họ như thế nào, cái suy nghĩ của họ ra sao, mà họ lại chọn một cái nơi như thế này để làm nhà. Bao nhiêu đất cát, bao nhiêu những cái nơi đẹp đẽ, an toàn ở phía dưới, tại sao họ lại không chọn làm nhà mà đi chọn cái nơi này. Tất cả những cái suy nghĩ đó của tôi, lát nữa thôi chúng ta sẽ có lời giải đáp, là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái ngôi làng đó, những cái con người dân ở đây. Và tôi cũng sẽ bày tỏ một chút lòng biết ơn của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ những người đồng bào Mông, chúng ta mới có sự hiện diện của công dân Việt Nam ở khắp nơi, trên những cái dẻo cao, ngay cả núi đá gian khổ như này, mà chúng ta vẫn bám trụ. Cảnh này, nói thật với các bạn nhé, trong những bộ phim không thể nào đẹp bằng như này luôn. Bởi vì sao? Đoàn làm phim không thể lên đến đây để mà quay được. Tôi khẳng định các bạn luôn. Này, bây giờ là một cái con đường kiểu nó men men này, bằng đá, một cái rìa đá, nó chìa ra rất là nhỏ nhoi thôi. Và cái lan can cũng là bằng đá, hoàn toàn tự nhiên hết. Giờ chúng tôi
phải đi rất là nhẹ nhàng, từ từ. Ôi trời ơi này, cái hòn đá này cảm giác như nó sắp sửa bửa ra nơi rồi này. Không biết là các bạn có muốn gửi gắm cho tôi một cái lời nhắn là gặp những cái người dân trên này, những người đồng bào trên này, là chúng ta có phải cho họ một lợi. Bởi vì sao? Họ quá giỏi. Đây này, tôi thấy có một tàn dư của một cái bếp ở đây, chứng tỏ rằng là có thể là một cái hôm mưa gió nào đấy người ta không thể đi được tiếp, thì người ta sẽ ở đây để đốt để sửa chẳng hạn, hoặc là để làm chín đồ ăn gì đó. Nhưng mà bù lại các bạn ơi, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng mà tới đây thì tôi cảm giác mình như là chúa sơn lâm vậy. Mình đúng là kiểu Giang Sơn Việt Nam này là của tất cả người dân Việt Nam của chúng ta, là chúng ta phải đi hết Việt Nam, chúng ta phải khám phá hết để thêm hiểu, thêm yêu tổ quốc của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới có những cái động lực, chúng ta mới có suy nghĩ, có cái tầm vóc để chúng ta làm giàu và giới thiệu, cũng như là để cho thế giới bạn bè thán phục và yêu thêm đất nước Việt Nam của chúng ta hơn. Và đó cũng chính là một trong những lý do mà tôi bất chấp mọi nguy hiểm để tôi muốn đến tận mắt, sờ tận tay, bước từng bước ở trên những cái cung đường như vậy. Và ngày hôm nay đến Hà Giang thì tôi đã thỏa mãn phần nào về những cái địa điểm mà hiểm trở ít người biết tới như thế này. Đỉnh của đỉnh luôn. Có vẻ như là sắp tới khu vực dân cư rồi. Ở đây là những cái bậc thang bằng đá nó thoải thoải hơn. Wow, không diễn tả, biết diễn tả bằng một cái từ nào bây giờ các bạn ạ. Thiên nhiên ơi là thiên nhiên, tại sao nó lại hùng vĩ như này? Con người cũng chỉ là một cái sinh vật nhỏ nhoi phù du thôi, qua hàng bao nhiêu đời thì thiên nhiên vẫn vậy, chỉ có con người là sẽ phải chết đi, sẽ phải hồi sinh bằng những thế hệ trẻ, bằng những lớp người mới. Tôi đang ở một cái khu vực mà như kiểu người ta nuôi đá ấy. Những cái mầm đá nó nhu nhú lên, nó hướng về phía dòng sông Nho Quế, tất cả đều hướng về phía đó. Đấy các bạn thấy này, dù nó hình dạng như thế nào đi nữa, có thể to nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều hướng ra dòng sông. Đây, quá là hùng vĩ. Ở đây thì tôi không nghe thấy được một tiếng người nào luôn, chỉ có tiếng chim, tiếng gió, tiếng những con côn trùng, tiếng người không có luôn. Tôi bắt đầu thấy có sự xuất hiện của bàn tay con người trong việc nuôi trồng cây ngô. Đây là những cái mầm ngô bắt đầu nhu nhú lên. Vậy là có thể là báo hiệu rằng ngôi làng sắp tới rồi. Cố lên. Công nhận là cái khung cảnh này mà làm đồng, làm lao động ở đây thì view này là view phải nghìn sao.
ở dưới thành phố chúng ta thì chúng ta phải bỏ tiền ra rất là nhiều để có được những căn hộ mà có view. View đẹp là tức là view ra một cái cây, một cái công viên nho nhỏ ở nội khu thôi cũng đã là đẹp rồi. Còn ở đây, cái view này, các bạn chấm điểm cho tôi đi. Bao nhiêu sao? Hãy để lại comment ở phía dưới nhá. Hãy cho tôi biết các bạn chấm cái view này bao nhiêu sao. Rất nhiều người gặp tôi và nói rằng: ôi Nam ơi, sao mà khổ thế, sao vất vả thế, đi như thế thì thời gian đâu mà lấy vợ rồi, và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi trả lời luôn là mọi người hãy xem clip của Hoàng Nam đi. Hãy nhìn thấy những cái hành động của Hoàng Nam, những cái trải nghiệm của Hoàng Nam đây như thế này, thì các bạn thấy tôi có khổ không? Khổ chỉ là cái nhận thức về cái mặt thể xác, là các bạn thấy rằng là thở hổn hển là mệt, rồi đau chân mỏi chân là mệt. Nhưng với tôi, cái điều đó không là cái gì cả. Tôi hạnh phúc khi được chảy những giọt mồ hôi. Tôi hạnh phúc khi mà chân tôi đau nhừ sau mỗi buổi đi bộ nhiều, leo núi nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đến được những cái nơi như thế này. Chỗ này tôi không biết rằng tôi có quay trở lại lần thứ hai hay không. Và với nhiều người thì có lẽ cho đến khi nhắm mắt thì không bao giờ, chưa bao giờ được chứng kiến những khung cảnh hùng vĩ như này của Việt Nam. Thì thế là tôi khổ hay là tôi sướng? Các bạn hãy bênh tôi. Vậy là tôi khổ hay tôi sướng? Tôi sướng bỏ sơ ra. Bây giờ mà bảo cho tôi ở trên một cái nhà, ở trong một cái nhà thật là đẹp, ngủ trên một đống tiền, một núi tiền, tôi cũng không cần đâu. Tôi cần vừa đủ sống thôi, không phải chết đói. Và mình có thể được đi tới những cái nơi như này. Con chào cô. Cô không nói được tiếng Kinh các bạn ạ. Tôi mải huyên thuyên thì tôi nhìn thấy có một cặp vợ chồng người Hơ Mông. Họ đang bắt đầu cho những cái hạt ngô xuống cái ruộng bậc thang làm trên đá. Đây rồi, bắt đầu xuất hiện những cái khu vực tường đá, dấu hiệu của sự sống nhiều hơn. Tôi mải huyên thuyên mà tôi không biết rằng họ cũng lắng nghe tôi. May quá họ không hiểu tiếng Kinh. Họ mà hiểu chắc họ nghĩ à, cái thằng Hâm nào đang nói nhỉ. Con chào chú. Dạ. Đấy. Nếu như chúng ta không hiểu cái ngôn ngữ của họ thì chúng ta có thể sử dụng tay. Đó là những cái có thể là họ, nhiều người họ không hiểu là vẫy tay như nào đâu, nhưng mà vẫy tay là cái gì đó rất là thân thiện. Dạ. Vâng. Dụng cụ của họ rất là thô sơ các bạn ạ. Mỗi người chỉ có một cái gùi bằng nhựa, hình như là bằng một cái chai, cái lọ, cái hộp gì đó bằng nhựa màu vàng. Sau họ cắt đi, họ tận dụng để làm cái nơi mà để hạt ngô. Và tay thì họ cầm một cái que bằng tre nữa. Sau đó là họ chọc xuống đất một cái lỗ và họ nhét những cái hạt ngô xuống. Đó. Bạn nào mà tiền đình kém thôi, mặc dù đứng ở trên này nó cũng khá là an toàn rồi, nhưng mà tôi đảm bảo cũng sẽ thấy chóng mặt đấy. Đây đúng là một cái ruộng bậc thang bằng đá luôn. Đấy, cuộc sống của những người đồng bào Mông ở trên vùng núi đá là như này đấy các bạn ạ. Rất là khổ. Thực ra là khổ, đấy là theo tiêu chuẩn của chúng ta thôi. Còn với họ thì cái cuộc sống này nó diễn ra cả trăm năm nay, cả nghìn năm nay rồi. Họ còn thấy hạnh phúc ấy. Và hơn nữa với một cái khung cảnh này thì các bạn thấy rằng là họ hạnh phúc hay là họ đau khổ? Đây. Con chào cô chú nha. Chào cô chú. Đấy. Bây giờ thì tôi tiếp tục đi lên về phía ngôi làng. Đây là con đường này. Các bạn ạ, các bạn hãy nhìn đi. Thiên nhiên và con người đã hòa thành làm một khi mà bàn tay con người lại sử dụng chính những cái hòn đá để đắp lên những cái ụ như này, để tạo thành một cái khoảng trống để giữ đất, một cái khoảng phẳng để giữ đất để trồng ngô u. Để nhìn xuống này, kỳ diệu chưa. Nếu như chúng ta đi lên nhá, đây là cái view mà chúng ta sẽ đi lên, chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái gì cả,
chỉ nhìn thấy những cái ụ đá, những cái hòn đá người ta xếp thành những cái như kiểu những cái bể nho nhỏ như này. Đấy, lát nữa lên cao tôi sẽ quay xuống để chúng ta cùng chiêm ngưỡng xem là cái cảnh nó thay đổi như nào nhá. Đây, ồ, thấy các bạn thấy nhiều cái ụ đá chưa? Đây, tôi sẽ chọn một cái tầm view cao cao một tí, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chĩa máy quay xuống. Ôi, giờ đi đường nào đây ta? Đây đi. Đây nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau chĩa xuống nha. Đây, các bạn thấy kỳ diệu chưa? Hoàn toàn khác hẳn luôn. Đó là những cái ruộng ngô, những cái ruộng bậc thang nho nhỏ bằng đá, rất là đẹp, ngăn nắp và nhìn xuống dòng sông Nho Quế. Wow, kỳ diệu, kỳ diệu, vi diệu. Ôi, nhìn trên kìa. Nếu chúng ta nhìn lên nhá, chúng ta tưởng chừng rằng là không có sự sống. Đó là một màu xám xịt của đá, một màu nâu xỉn, màu xanh nó lẻ loi, nó ít ỏi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn xuống thì đó lại là một màu đỏ của đất, và pha vào đó là màu xanh của cây, của sự sống. Wow, kỳ diệu chưa? Tuyệt vời chưa? Ha. Chắc nhiều bạn nghĩ rằng là tôi giỏi văn, nói thì văn chương lai láng. Nhưng mà các bạn cứ thử đến đây xem, các bạn nhìn khung cảnh này thì tôi đảm bảo rằng là ai cũng sẽ trở thành một học sinh giỏi văn hết, sẽ được cô giáo văn yêu thương và đọc bài văn mẫu của mình trước cả lớp. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những khung cảnh rất thực tế. Khi chúng ta nhìn thực tế, nó sẽ khác với việc là chỉ ngồi ở nhà đọc những bài văn mẫu, rồi nghe những lời cô giáo kể, cô giáo dạy, và chúng ta ghi nhớ và chúng ta làm theo. Đó là kiểu học vẹt. Tôi có con, tôi sẽ đưa chúng đi khắp nơi đẹp đẽ như thế này, để chúng chứng kiến tận mắt. Cái cảm xúc của chúng lúc đó có thể sẽ khác chúng ta, bởi vì độ tuổi, kiến thức, suy nghĩ nó ảnh hưởng tới cái nhận định nhất thời đó. Tôi tôn trọng, nhưng chắc chắn suy nghĩ của nó sẽ rất khác những bạn mà chỉ ngồi ở nhà, mà xem TV, mà đọc sách báo, mà nghe lời cô giáo dạy, và tưởng tượng, một cái trí tưởng tượng về cái điều mà chưa bao giờ nhìn thấy. Đây, hãy trải nghiệm thật nhiều. Oh, tôi đã nhìn thấy những mái nhà rồi. Không hiểu ở làng có một cái lễ hội hay là có một cái sự kiện gì đó mà tôi thấy rất là đông người đang tụ tập ở phía trên. Cụ chắc là thầy Mo ạ. Cụ đã đi xem hướng à? Đúng rồi. À, bên làm sao để biết được là hướng nào để mình chôn? Thấy lâu rồi. Chúng chỉ có đồng chúc chứ. Con đi mà cha phép sự là có sao? Tụ tôi là tụ sao đi? Bọn con biết chữ không? Biết viết không? Không biết chữ, không biết viết. Tạo phép sự là ít phòng sao chúng ta? Dạ. Chính niệm bây giờ rồng mà. Rồng tạ cũng nên tôi chụp cái đấy, rồng bây giờ rồng tạ tàn mà. Nên chỉ có thế đó, nên thế đó. Nên muốn nên chỉnh tổ là tiền, nên muốn nên tổ thì lâu mà bấy chỉ bao lâu thì thế nào. Rồng tạ đó. Các cụ nói rất là rõ ràng, rất là dễ nghe, nhưng mà rất khó hiểu.